Thưa quý vị và các bạn, trong rất nhiều những căn bệnh mà chúng ta mắc phải thì tăng tiết mồ hôi chính là một căn bệnh chịu nhiều sự tác động của thời tiết cũng như là những tác nhân bên ngoài. Vậy làm thế nào để có thể khắc phục tình trạng tăng tiết mồ hôi trong mùa hè? Hãy cùng tìm hiểu trong phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Theo các chuyên gia y tế, cách chữa trị tăng tiết mồ hôi vùng nách hiệu quả nhất tại nhà vô cùng đơn giản, tiện dụng, lại đạt hiệu quả cao, cần đảm bảo hai yếu tố là ngăn tiết mồ hôi và khử mùi, đặc biệt phải an toàn với bất kỳ người nào có làn da nhạy cảm nhất. Bộ dược mỹ phẩm Navin được giới chuyên gia phân tích và đánh giá cao với thành phần được chiết xuất từ thảo dược, được trồng theo phương pháp hữu cơ như lá trầu không, cao khô đương quy, xuyên khung. Trong đó, lá trầu không có tác dụng rất tốt trong việc khử sạch mùi hôi vùng da dưới cánh tay. Thảo dược này có vị cay nồng, có tác dụng tiêu viêm, kháng khuẩn, sát trùng, ngăn chặn quá trình tiết mồ hôi dưới da, giữ vùng nách luôn khô thoáng. Chúng ta biết là làm thế nào để cho những vùng mà như vùng nách chúng ta chẳng hạn là những vùng của cơ thể rất có thể là những cái lúc mà ra mồ hôi trời nóng thì gây tình trạng có mùi cơ thể và rất là khó chịu. Như vậy thì những cái thảo dược mà chúng ta phải kể tới đây là trầu không. Bản thân trầu không thì qua cái nghiên cứu người ta thấy rằng trầu không có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm và làm sạch thông thoáng một cái tự nhiên cùng với thành phần của đương quy vừa có tác dụng hoạt huyết, dưỡng huyết. Như vậy thì cả hai thành phần này hỗ trợ lại với nhau làm khử mùi hôi ở những vùng nách và giúp cho vùng nách chúng ta thông thoáng, và những cái thành phần này hoàn toàn từ tự nhiên nên rất an toàn cho người tiêu dùng và hoàn toàn không có tác dụng là ví dụ như kích ứng đối với da ở vùng nách thì hoàn toàn không có triệu chứng này. Nên tôi nghĩ rằng đây là một cái sản phẩm rất là hiệu quả giúp cho những người mà có những cái mùi hơi khó chịu và làm thông thoáng ở những vùng nách của mình. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.